Xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư ngày mới nhiều năng lượng, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại Biển Xanh đang đứng ở đây thì chính là mặt tiền đường tỉnh lộ 9, và vị trí này là một vị trí vô cùng đông đúc sầm uất. Cái vị trí này Biển Xanh đứng chính là khu vực của chợ Đình, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Bắc, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, cây xăng, điện máy xanh, bách hóa xanh. Đây là một vị trí vô cùng là đắc địa và sầm uất quý anh chị nhé. Và bây giờ Biển Xanh đang quay video chính là lúc là 12 giờ trưa rồi, cho nên là vắng bóng người. 12 giờ trưa đỉnh điểm luôn đúng quý anh chị. Khu vực này buôn bán vô cùng là đông đúc và sầm uất. Đây thì chính là cái chợ Đình, và phía trước chúng ta 20m đây thì chính là Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Bắc. Rồi mình chạy thẳng phía trước, mình quẹo tay phải đi vào bên trong thì lại gặp được ngay là Bệnh viện Hàn Quốc. Đây là một vị trí trung tâm quý anh chị nhé. Hôm nay thì Biển Xanh sẽ giới thiệu quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà một trệt, một lầu, một lửng, có sân thượng quý anh chị nhé. Một trệt, một lửng, một lầu, và phía trên thì có sân thượng, nhà ngay mặt tiền chợ, rất là thuận lợi để quý anh chị kinh doanh buôn bán. Căn nhà này là hướng Tây, diện tích là ngang 4, dài 20, ngay mặt tiền chợ, một vị trí vô cùng là đắc địa. Căn nhà này thì vừa mới xây dựng xong và nhà xây kiên cố, cho nên là căn này quý anh chị mua để vừa ở vừa kinh doanh thì rất là tuyệt vời quý anh chị. Đây là phía bên ngoài của căn nhà, nhà xây rất là kiên cố quý anh chị nhé. Và đây là ngay mặt tiền chợ luôn, cho nên quý anh chị mua sẽ rất thuận lợi để kinh doanh buôn bán. Đây quý anh chị mình thấy đây chính là phía khu vực của chợ Đình. Và xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư mình di chuyển vào phía bên trong để tiếp tục khám phá căn nhà này nhé. Phía bên ngoài thì anh chủ cũng làm cho mình cái cổng sắt vào phía trước. Căn nền nhà này đổ rất là cao. Phía trước là khoảng sân cho chúng ta để xe, và mặt tiền phía trước căn nhà thì cũng là cửa kính cường lực 4 cánh. Căn nhà này diện tích đất là 4 x 20, tổng diện tích trên sổ nó là 80m2. Thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý là minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Xin mời quý anh chị mình di chuyển tiếp vào phía bên trong để khám phá căn nhà này. Điện nước đầy đủ, quý anh chị mua là chỉ việc xách vali lên là dọn vào ở ngay. Trần nhà đổ thật, đổ rất là cao ráo. Rèm cửa chống chói cao cấp cũng đã gắn sẵn cho mình rồi. Hệ thống đèn tiết kiệm điện tối đa cũng gắn sẵn quý anh chị nhé. Căn nhà này xây là mục đích để ở, mặt tiền chợ, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, cho nên xây vô cùng là kiên cố. Và giá của căn này là 3,6 tỷ Việt Nam đồng, là bao sang tên công chứng cho một căn nhà vừa để ở vừa để kinh doanh, bởi vì nó nằm ngay mặt tiền chợ quý anh chị nhé. Nhà tắm WC. Và ở dưới lầu 1 này thì mình có được một phòng ngủ. Đây, khu vực của phòng ngủ trong lầu 1. Căn nhà này xây rất là kiên cố, nhìn từng những cái bức tường, bức vách người ta xây rất là dày. Phía bên trong là khu vực của phòng bếp. Anh chủ cần tiền cho nên là muốn bán để xoay sở công việc kinh doanh của mình, cho nên là mới bán căn nhà này, căn nhà vị trí kinh doanh. Nói chung là căn nhà này nếu mà bán đi thì mình tìm lại một vị trí khác cũng rất là khó. Khó ở cái khu vực chợ này, không có nhiều sản phẩm quý anh chị. Phía bên sau, đằng sau này mình có thể dùng để đặt máy giặt và phơi đồ cho mưa nó khỏi ướt. Khu vực này thì nhà cửa người ta ở là kín, không có còn đất trống quý anh chị nhé. 3,6 tỷ Việt Nam đồng chúng ta sở hữu một căn nhà ngay mặt tiền chợ, cho diện tích là 4 x 20, tổng diện tích trên sổ là 80m2, nhà xây rất là kiên cố, vừa ở vừa kinh doanh, tọa lạc tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ngay mặt tiền chợ Đình quý anh chị nhé. Xin mời quý anh chị mình di chuyển lên trên lầu để tiếp tục khám phá căn nhà này. Cái này mình mua mình ở là khá tuyệt vời đó quý anh chị.
bởi vì nó ngay mặt tiền chợ, mình có thể vừa ở vừa kinh doanh. Và trên lầu 1 này chúng ta có được tới 3 phòng ngủ luôn quý anh chị. Căn nhà này ở được rất là nhiều phòng, nhiều thế hệ. Dưới lầu 1 có một phòng ngủ, nếu quý anh chị nào mà ở chung với ba mẹ thì có thể là ba mẹ ở ngủ dưới phòng dưới tầng trệt được. Còn phía trước là mặt tiền chợ thì quý anh chị cũng có thể buôn bán kinh doanh. Ngay bên cạnh chính là mặt tiền đường tỉnh lộ 9 như lúc đầu video Biển Xanh quay cho quý anh chị thấy. Điện nước đầy đủ rồi quý anh chị nhé. Trên lầu này mình có tới 3 phòng ngủ, nhà tắm và WC. Cái phòng này rất là rộng rãi. Căn này là hướng Tây. Và phía trước thì mình có thể là trồng thêm cây cảnh vô. Rất là rộng rãi và thoáng quý anh chị. Thiết kế của căn nhà này nó khá là thoáng. Và phía bên trên nữa, mình còn đi lên trên nữa thì còn có sân thượng. Và trên này cũng còn phòng nữa luôn đó quý anh chị nhé. Nó giống như là một trệt, một lầu và một lửng sân thượng nữa. Cho nên là cái giá của nó tiền nào là của đấy. Và cái vị trí nữa mình cũng rất là khó kiếm ra được cái vị trí này quý anh chị nhé. Đây, trên này khu vực này mình có thể làm thêm khu vực này mình có thể là làm phòng thờ. Và phía ngoài là sân thượng. Đây, phía ngoài này là sân thượng quý anh chị nhé. Sáu tỷ Việt Nam đồng là bao sang tên công chứng, thuế phí các kiểu ra sổ mới cho chúng ta đó quý anh chị. Quý anh chị nào mà xem được video này của Biển Xanh, thấy yêu thích căn nhà này phù hợp với quỹ tài chính và nhu cầu của mình thì có thể liên hệ ngay với Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem nhà và tư vấn nhiệt tình cho mình nhé. Phải 6 tỷ Việt Nam đồng, quý anh chị sở hữu ngay căn nhà này để có thể vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán rất là thuận lợi. Ngay mặt tiền chợ Đình, đường tỉnh lộ 9, kế bên cạnh luôn là Ủy ban Nhân dân xã, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, cây xăng, điện máy xanh, bách hóa xanh, tất cả những cái tiện ích phục vụ đời sống con người thì đều đã hiện hữu nơi đây. Cho nên là quý anh chị mình bỏ tiền ra mua căn nhà này rất là đáng đồng tiền bát gạo quý anh chị nhé. Tọa lạc tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và cái vị trí của căn nhà này mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì rất là gần, cách địa phận của xã Xuân Thế Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng là 3 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là 30 km quý anh chị nhé. Nơi đây là một cái vùng trọng điểm kinh tế và nó kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Miền Tây khi mà đi lên Sài Gòn thì đều phải đi qua khu vực này, cho nên nơi đây nó mới phát triển rất là mạnh như vậy. Và bao bọc xung quanh đây thì lại rất là nhiều các cái cụm và khu công nghiệp lớn, do đó mà lượng công nhân người ta đổ về đây để sinh sống làm việc an cư rất là đông. Từ đó nhu cầu về nhà ở cũng tăng lên khá là cao. Bởi con người thì luôn luôn sinh ra đông đúc, còn đất thì vẫn đứng yên một chỗ. Ai cắm cờ trước chắc chắn rằng sẽ có lợi trong tương lai. Chắc chắn sẽ có một nhà đầu tư khác trả giá cao hơn. Và cái vị trí của bất động sản thì khi mà chúng ta tìm hiểu và xem được những cái vị trí mà mình ưng ý như thế này thì nó cũng không có nhiều quý anh chị nhé. 3,6 tỷ là quý anh chị sở hữu một vị trí vừa kinh doanh vừa ở, nhà xây rất là kiên cố. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi và dẫn quý anh chị mình xem nhà quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn thành công. Hãy nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.